Xin mời quý bà con cùng lắng nghe ông trưởng ban công tác mặt trận ấp Dòng Lớn phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Tiếp tục là lao động sản xuất
sau tuần nó coi như là chúc linh mục Phêrô Hiển Cường duy trì được cái nhà đại tự này, cô bác là an tâm.